Các bạn đang nghe truyện bắt đầu tu hành từ tiễn thuật trên kênh TV Audio CV. Chương 586, Sắc Phong Tước Vị, Khai Doanh Hồng Trạch, 4. Xem đau, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, bên tai liền truyền đến tiếng gió, lập tức cầm lấy trường thương quét về phía âm thanh phát ra. Quanh, một thanh đao lạ lẫm bọc theo lực lượng hung hãn. Mau như vậy, Trần Tam Thạch tăng thêm lực độ, chấn đối phương ra. Sư huynh, ngươi đã thông mạch rồi. Mới mấy ngày chó má, thể chất của tiểu tử ngươi quá súc sinh, lại còn là kim cương thể lại còn là chân long kình ung trực lão đảo lui về phía sau, vất vả lắm mới ổn định được thân hình, cười nói, hắc. Hiện tại ba năm ngày chính là một tiểu cảnh giới, so với tưởng tượng còn nhanh hơn, ngươi chờ xem, không bao lâu nữa là có thể khôi phục đến huyền tượng đại viên mãn, đến lúc đó lại hảo hảo điều giáo ngươi. Đồng thời, phòng thanh vân mặc quan bào màu đỏ thẩm đẩy xe lăn từ trong phòng đi ra, quan mạo trên đầu bị cuồng phong do hai người giao thủ thổi bay, bất đắc dĩ nói, được rồi, mau thu thập thu thập lên núi đi, hôm nay đại điển kết thúc còn phải ở triều đình luận công hành thưởng, sau đó chúng ta có thể lên đường về nhà. Được được được. Cung trực tâm tình rất tốt, nhặt mũ đội lên đầu phòng thanh vân, hiện tại thu thập. Ba người sư huynh đệ, tất cả đều mặt chỉnh tề. Trên núi tử vi. Sau mấy ngày tu sửa, tuyệt đại đa số địa phương, cũng đã không nhìn thấy dấu vết chiến đấu ngày này chung trống vang rền dòng người cuồn cuộn bách quan cùng bái đế vương đăng phong một buổi lễ phong thiện long trọng chỉ có tiêu hao bạc đã có mấy triệu lượng trâu bò cừu dê không đếm được những nhân lực vật lực khác càng nhiều đến không thể thống kê một mảnh phồn vinh thịnh vượng phong thiện đại điển kéo dài mấy ngày mãi đến khi kết thúc sau mới tiến hành triều hội trong dưỡng tâm điện quần thần xếp hàng chỉnh tề, mỗi người vào vị trí. Phía đông đứng văn quan, phía tây đứng võ quan. Mãi đến khi hoàng đế bệ hạ, tự mình vào chỗ, hai bên còn vang lên tiếng nhạc long trọng. Đại điển lần này, hoàng đế bệ hạ cũng rốt cục mặt một thân long bào. Quần thần quỳ lạy. Sau khi tất cả lời nhàn thoại vô nghĩa kết thúc, thái giám của ti lễ giám bắt đầu đọc danh sách công thần lần này. Quy vũ hầu lữ tịch, từ khi nhập ngũ đã lập nhiều chiến công, khiến cho Mang Di Thảo Nguyên nghe tiếng đã sợ mất mật, trấn thủ bắc cảnh 6 năm, công cao lao khổ. Năm Long Khánh thứ 72, trong Minh Châu Chi Loạn, đại phá Tây Tề chung vô tâm bộ, chém giết 4 vạn địch, bắt sống 2 vạn, bình định phản loạn, ổn định biên giới, là đại công đầu, trong loạn cục ở núi Tử Vi, lấy thân mạo hiểm, nhận ra gian kế, sau lại hết sức bảo vệ, là lương thần mảnh tướng của triều đại thịnh. Tổng hợp lại, đặc biệt thăng lữ tịch là chánh nhất phẩm đặc tiến quan lộc đại phu tiết chế tam danh binh mã tam danh binh mã quần thần trong lòng tính toán như vậy nếu sau này binh lính doanh trại bắc cảnh mở rộng đến 12 doanh lữ tịch cũng một người khống chế một phần tư thái giám còn đang tiếp tục tuyên cáo ngay sau đó còn có mấy vị tướng quân được phong thưởng mãi đến khi tiền chủ tướng của huyền vũ doanh tha nhược sơn sau trận chiến lăng xuyên bị trọng thương ẩn danh ca nguyện là một bách tổng ở huyện bà dương khổ lao thân cao kỳ tâm khả giám trong trận chiến hổ lao thâm nhập doanh địch lấy thân mạo hiểm trợ giúp chủ soái đạt được đại thắng lấy công chuộc tội khôi phục nhị phẩm vũ huân thượng hộ quân thăng thêm chánh tứ phẩm minh uy tướng quân than nhược sơn quần thần trong lòng lại lần nữa thầm nghĩ người này vậy mà không chết vũ huân cho rất cao nhưng vũ giai chỉ cho tứ phẩm chỉ sợ là rất cảnh giới tham tướng của quân trái dự bị doanh trần tam thạch khi đọc đến cái tên này tất cả mọi người ở đây đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe trần tam thạch ba chữ này xuất hiện ở triều đình không đến hai năm thời gian nhưng lần nào cũng là thanh danh như sấm chấn động lòng người lần này đến đông cảnh càng là liên tiếp lập hạ đại công ở trong mắt bọn họ thượng trụ quốc là chạy không thoát chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của hoàng hồng vang vọng trong điện minh châu chi loạn hoài viễn tướng quân trần tam thạch bốn lần vượt qua hồng trạch hà đánh thẳng vào mi sơn phủ làm phản tướng Động An tức chết, là một trong những công lao lớn nhất của chiến dịch Minh Châu. Đông Chinh Lai Châu, Bạch Bào Bạch Mã, bốn phía hát mừng, nơi đi qua không đánh mà hàng, thiên hạ thần dân, quy tâm đại thịnh. Trận chiến hổ lao, ba ngàn phá mười vạn, một trận bắt hai vương, càng là kỳ mưu binh gia trước nay chưa từng có, mưu lược dùng trong ba trận chiến, đã toàn bộ ghi vào sách binh pháp, để binh gia thiên hạ học tập. Ba cái đại công, đều là công lao ngàn năm, lưu danh muôn đời trong hương hỏa thần giáo phản loạn, Trần Tam Thạch lấy thân mạo hiểm, liều chết bảo vệ. Như vậy các loại, thực sự là rường cột của đại thịnh ta, trung thần lương tướng chưa từng có ở thiên hạ. Đặc biệt, thăng làm vũ nghĩa bá. Tước bá. Tin tức truyền ra bên ngoài lúc trước, chẳng phải là nhất phẩm thượng trụ quốc sao, như thế nào lại là tước bá. Hắn mới 20 tuổi. Khắp thiên hạ, nhìn khắp ngũ quốc, nơi nào có tước bá trẻ tuổi như vậy âm thanh của Hoàng Hồng còn đang tiếp tục. Thăng làm chánh nhị phẩm trấn quốc tướng quân, nhậm chức chủ tướng tinh nhuệ doanh, khai doanh Hồng Trạch, một doanh chủ tướng. Khai doanh Hồng Trạch, từ giờ khắc này, trong tám doanh Bắc Lương mới mở ra, đã có một doanh có tên. Hồng Trạch doanh, thưởng vạn lượng vàng, 10 vạn lượng bạc, 8.000 tấm lụa, ban thưởng một tấm biển Vũ Nghĩa Bá, tiếp theo. Lại có nhiều tướng lĩnh được phong thưởng. Bất quá về cơ bản đều là cấp bậc tương đối cao, dưới bách tổng bởi vì nhân số quá nhiều, liền không tuyên cáo ở triều đình, mà là sau khi kết thúc, lại phong thưởng riêng. Trong đó, làm biểu xuất, tướng quân đầu hàng của Khánh Quốc Đặng Phong, trực tiếp giữ lại tước vị hầu tước ở bổn quốc, cùng với vũ gia nhất phẩm, sau khi trước tiên vào kinh, lại điều phối chức vị, ngày sau có thể điều đến Bắc Cảnh, cũng có thể điều đến bất kỳ một châu nào trong 36 châu. Cuối cùng, chính là xử trí đối với thần tử tham dự tạo phản đại đa số đều là tru di cửu tộc chỉ có một số ít người lập hạ đại công là chết một mình một bộ phận gia nhân may mắn thoát khỏi hoàng đế vì thể hiện mình khoan dung còn cho ba ngàn trấn đông quân tham gia tạo phản một cơ hội đi tiền tuyến bán mạng mạnh khứ tật là một trong những công lao lớn nhất của đông chinh cuối cùng hắn bị truy nã gia quyến toàn bộ bị tịch thu tài sản lưu đầy. đến đây đông chinh hoàn toàn kết thúc triều hội kết thúc sau dưỡng tâm điện có một nơi nghỉ ngơi riêng biệt thần bái kiến bệ hạ lữ tịch chấp tay thi lễ lữ tịch lần này ngươi làm rất tốt hoàng đế long khánh tán thưởng nói nếu không phải ngươi là người đầu tiên nói cho trẫm biết trẫm chỉ sợ còn phải bị lừa gạt một đoạn thời gian cũng không có khả năng sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị là bệ hạ anh minh thánh đoán lữ tịch cung kính nói thần cũng chỉ là tận bổn phận mà thần nên tận thôi ngươi a à, điểm này so với sư phụ ngươi mạnh hơn. Hoàng đế Long Khánh hài lòng nói, ngươi lại là đại sư huynh, tám đại doanh sau này do ngươi tiếp nhận lại không thể tốt hơn, trẫm cũng yên tâm với ngươi, nói đi, còn muốn ban thưởng cái gì, bệ hạ, lữ tịch chấp tay, thần muốn bệ hạ ban cho một hôn sự. Ngươi đường đường lữ tịch, ngay cả mấy vị trưởng lão hoàng thất cũng muốn gả nữ nhi cho ngươi, thích cô nương nhà nào cưới không được, còn cần trẫm tự mình tới giúp ngươi cầu thân, hoàng đế Long Khánh treo gẹo nói, nói đi. Tôn Ly. Lữ tịch thốt ra hai chữ. Sắc mặt của Hoàng đế Long Khánh biến hóa, khóe miệng cong lên một độ cung, giống như cười nhạo, lại như tự giảo. Chuyện này, ngươi không nên đi hỏi sư phụ ngươi xem hắn có nguyện ý hay không sao, lữ tịch trầm mặt không nói. Hắn tự nhiên sớm đã hỏi qua. Sư phụ chỉ có một câu. Hỏi sư muội ngươi đi. Hắn tăng thêm ngữ khí, vẫn là khẩn cầu bệ hạ ban hôn, tôn tượng tông chỉ có một nữ nhi, vẫn là để cho hắn tự mình làm chủ đi. Hoàng đế Long Khánh lạnh lùng nói, ngươi có thích công chúa quận chúa, cho dù là địch quốc cũng được, cứ việc mở miệng. Lữ tịch cúi đầu, không nói chuyện. Được rồi, ngươi cũng không phải quá thích tôn ly, bất quá là muốn ở trong mắt người ngoài, chính thức kế thừa y bác của sư phụ ngươi mà thôi, không cần thiết phải như thế, chuyện nam nữ vẫn là ngươi tình ta nguyện quan trọng nhất. Hoàng đế Long Khánh dựa vào ghế nói, ngươi dưới tay đã có tam doanh binh mã, những chủ tướng của vài doanh khác cũng đều là sư đệ sư muội của ngươi, sau khi mở rộng doanh trại, tướng quân mới mà trẫm phái đi, cũng đều tôn kính ngươi, ngươi đã coi như là kế thừa y bác rồi, nếu không, trẫm hiện tại liền thăng tước vị của ngươi, lại đem danh hiệu đốc sư cho ngươi, thần không dám, lữ tịch vội vàng quỳ một chân xuống. Lữ tịch ca, kỳ thật ngươi không cần quá để ý những thứ này, bất kể là trong quân đội hay triều đình, vẫn là uy vọng quan trọng nhất, có đôi khi danh hiệu ngược lại là một loại gánh nặng. Liền lấy năm đó, ta và sư phụ ngươi hai người một là hoàng tử không có quyền thế nhất ngay cả một cái vương gia cũng không phong được một là võ tướng xuất thân gia nô dưới tay chỉ có bốn ngàn binh mã hai chúng ta một văn một võ không phải vẫn là đánh ra một mảnh thiên hạ khiến trong ngoài tâm phục khẩu phục hoàng đế long khánh ân từng dạy bảo nói trên thảo nguyên ngươi hảo hảo lập công về sau tự nhiên không người nào dám không phục ngươi thứ ngươi muốn cũng sớm muộn gì sẽ có ngươi là đồ đệ của tôn tượng tông cũng là thần tử mà trẫm thích nhất trong lớp trẻ tuổi thần kính tuân thánh ngôn lữ tịch trầm giọng nói chuyện ban hôn trẫm không thể thỏa mãn ngươi liền lấy thứ khác đến bồi thường cho ngươi đi hoàng đế long khánh vỗ vỗ tay viện ghế lữ tướng quân hoàng hồng bưng một cái khay đi lên phía trước những thứ này đều là của ngươi đây là lữ tịch ngẩng đầu chỉ thấy trên lụa màu cam vàng bày mấy tấm da dê cùng với lư hương vỡ nát thành từng mảnh hắn sao có thể không nhận ra. Đây chính là pháp khí mà tối hôm đó Thái tử Điện Hạ sử dụng, trẫm biết ngươi vẫn luôn khát vọng tiến thêm một bước nữa, nhưng sư phụ ngươi chậm chạp không dạy ngươi, hắn không truyền ngươi cũng không sao, trẫm truyền ngươi, Hoàng đế Long Khánh nói, sau này đại miếu phía Bắc, đều cho ngươi sử dụng, nhưng không thể dùng phương thức tế bái đến hại dân chúng của trẫm ngươi có thể hiểu không, thần hiểu, lữ tịch hai tay tiếp nhận khay, trong hai mắt có không thể kìm nén kích động. Đúng rồi hoàng đế long khánh hỏi hắn không truyền ngươi có truyền cho trần tam thạch không hẳn là không có lữ tịch nghi mặt nói dù sao hắn mới nhập môn hơn nữa cảnh giới hiện tại cũng tương đối thấp ừm trong lòng ngươi có số là được hoàng đế long khánh phất phất tay trở về đi hảo hảo dưỡng thương chuẩn bị sẵn sàng sang năm chinh phạt thảo nguyên không thể lại cho bọn hắn thời gian dưỡng sức cho dù là cái giá phải trả lớn hơn nữa cũng phải cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn xem thần tất không phụ bệ hạ sở thác lữ tịch cầm khay nặng nề dập đầu chiến thuyền trần tam thạch đứng ở trên bông tàu đối với người cỏ trên một chiếc thuyền nhỏ phía sau luyện tên sau khi triều hội kết thúc buổi tối ngày hôm đó bọn họ liền lên thuyền trở về lương châu chiến sự phía đông cũng sớm đã kết thúc loạn tặc của tiêm đài minh căn bản là giả hắn là bị khống chế thuộc hạ tạo phản hơn nữa mục đích cũng chỉ là dẫn một bộ phận quân đội rời đi sau khi biết được người bị hấp dẫn đi là hổ bôn quân, rất nhanh đã bình ổn. Lăng, lai đẳng Tam Châu, vẫn là giao cho trấn đông quân phụ trách trấn thủ. Chỉ là phong cương đại lại đổi một người. Hình như là một võ đạo thiên tài trong đám tử sĩ, rất nhanh sẽ đột phá đến võ thánh. Đặng phong cũng bị điều đi. Trần Tam Thạch đến một chuyến này, thu hoạch lớn nhất chính là mạnh khứ tật và 3.000 huyền giáp quân, hơn nữa là trải qua một trận đại chiến, thực sự là sư tử lang, cho dù là ở trong tám danh bắc lương cũng coi như là tinh nhuệ chính là chủ tướng có chút yếu vẫn là một thông mạch đại thành ngồi ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì hắn chỉ luyện thương cũng nhàm chán tranh thủ thời gian liền bắt đầu luyện tên mặt bản dao động kỹ nghệ xạ tiễn viên mãn phá hạ nhị giai tiến độ không phần hai nghìn hiệu dụng trong nháy mắt bắn hai mũi tên ngoài sáu trăm bước trăm phát trăm trúng phá hạ nhị giai chủ yếu vẫn là nâng cao tốc độ dương cung bắn tên và khoảng cách hiệu quả. Trong nháy mắt bắn 2 mũi tên, tương đương với mỗi giây có thể bắn ra 5 mũi tên, trước đó là 3 mũi tên, cơ bản một túi tên rất nhanh liền có thể dùng hết. 600 bước, cũng có 800 mét, một người sống đứng ở nơi đó, cũng thực sự chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Trên thực tế, thuật bắn tên đến trình độ này, đã là đỉnh phong thế gian. Lần này ở hổ lao quan, dùng ống đựng tên đặc chế, treo đầy hai bên thiên tầm, lại thêm đặng phong cũng mang đầy trên ngựa, trên người lại đeo đầy, cộng lại cũng không đến một ngàn mũi tên, vẫn là không đủ dùng. Cho nên quan trọng hơn, vẫn là nâng cao lực sát thương của mỗi mũi tên thì tốt hơn, dù sao có hiệu quả, không thể né tránh. Sau khi trở về, cần thiết phải chặt quỷ mạch một, sau đó lại thông qua tầm tiên lâu kiếm một ít sắc tới. Lại luyện một hồi sau, Trần Tam Thạch liền thu hồi cung tên, trở về trong khoang thuyền cùng sư huynh nói chuyện góc biển chân trời đi về phía đông nam, góc biển chân trời. Phòng thanh vân lẩm bẩm, tự dẻo cười một tiếng, hai chân của ta chính là phế ở nơi đó. Thực sự là không nghĩ tới, tàu tiếp lưu lại cho hậu nhân của tàu gia có nó. Sư huynh Nguyên Lai đã từng đi qua, Trần Tam Thạch tò mò. Không chỉ đi qua, ngọc bài này của ngươi, trước kia ta cũng từng có. Phòng Thanh Vân cười cởi mở nói, sư đệ muốn đi. Cũng đúng, nếu lại chờ 50 năm, Đừng nói là ta sớm đã không còn ở nhân thế, ngay cả sư đệ ngươi cũng là lão già lụ khụ rồi, chỉ là, lần này đi rất nguy hiểm à, sư phụ lại không ở đây. Sư huynh Trần Tam Thạch hỏi, có thể tiết lộ một chút hay không, sư phụ đi nơi nào rồi, chuyện này, ta thực sự không biết. Phòng Thanh Vân khổ sở cười, chỉ biết là có liên quan đến dị tượng trong dãy núi La Thiên, cũng có liên quan đến ngươi, đại gia Nam Bắc, hắn có thể ở bất kỳ đâu, chỉ sợ còn phải rất lâu mới có thể trở về ta có thể thử giúp ngươi liên hệ một chút. Dị tượng trong dãy núi La Thiên quả nhiên. Như Trần Tam Thạch nghĩ đến. Độc thú chuyện rõ ràng như vậy. Toàn bộ người Lương Châu đều biết, sư phụ hắn lão nhân gia như thế nào có thể không biết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không có hỏi nhiều. Trước tiên về nhà một chuyến đi. Trần Tam Thạch đạm mạc nói. Chớp mắt. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương Huyền tượng, chưa nhập môn, tiến độ, 46 phần 100, cũng không xa huyền tượng cảnh giới. Chiến thuyền neo đậu Trần Tam Thạch cùng mọi người đổi ngựa đi đường bộ. Lúc đi, bất quá hai mươi mấy kỵ. Nhưng khi trở về, là ba ngàn thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, vì để kéo ba ngàn huyền giáp quân, cùng với hơn ba ngàn con ngựa chiến trở về, chỉ cần chiến thuyền cỡ lớn điều động đã có mấy chục chiếc, dọc theo đường đi tiêu hao lương thảo càng không kể xiết trên đường ngựa chỉ có khi cập bến mới có cơ hội hoạt động ngắn mũi sớm đã buồn bực hỏng rồi hiện tại rốt cục khôi phục tự do ở trên đường ống rộng lớn giữa hoang dã chạy như điên kích thích đầy trời bụi bặm và tiếng vó ngựa chấn động lỗ tai lương châu cổng thành tôn ly tôn bất khí cùng với đồng thị đám người nhà nhận được tin tức sau sớm chờ ở trước cửa thành tam thạch quá lợi hại rồi Tôn bất khí thần sắc kích động ba ngàn phá mười vạn, đây là trận chiến mà người có thể đánh ra. Nếu có thuyết thư tiên sinh nào dám biên như vậy, khẳng định sẽ bị người ta đánh sưng cả miệng, không phải sao? Dung Yến Thu cảm khái nói. Tiểu sư đệ này thực sự lợi hại, mới 19 tuổi đã được phong tước bá, tương lai kém nhất kém nhất cũng là tước hầu, chủ yếu vẫn là bản lĩnh đánh giặc, chỉ sợ là so với sư phụ và lão tứ còn lợi hại hơn vài phần. Ta quyết định, Tôn bất khí nắm chặt nắm đấm từ nay về sau ta cũng muốn nhập ngũ ta cũng muốn thống lĩnh binh lính đánh giặc đừng 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 dung yến thu sợ hãi thiếu gia của ta ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở trong nhà đi ngàn vạn đừng để chúng ta phải lo lắng Ân. À. các ngươi không tin tưởng năng lực của ta tôn bất khí nhìn về phía bên người tỷ ngươi cảm thấy ta được hay không ta có thể bắt đầu từ bách tổng xuất phát điểm so với tam thạch còn cao hơn không ít thuộc bắn tên của ta lại là học từ hắn ngoại hiệu ta cũng đã nghĩ xong về sau ta sẽ gọi là tiểu bạch bào tôn bất khí như thế nào hắn nói càng nói càng tự mình đắm chìm vào tạch tạch thực sự bá khí a à. ta cũng là bạch bào trường thương thêm đại cung ta tương đương với trần tam thạch khê khê tôn bất khí thanh thanh cổ họng giơ lên trường thương trong tay ở trước mặt tiểu nha đầu bên người bày ra tư thế như thế nào ngươi cảm thấy ta có tư chất này hay không qua trần vân khê ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ ủng hộ vỗ tay nói sư thúc thật đẹp trai hắc hắc hắc, tôn bất khí ngửa mặt lên trời cười to, hảo nha đầu, về sau ngươi muốn học võ bắn tên, ta tới dạy ngươi, giữa lông mày của tôn ly đã không thể che giấu được kết bỏ, kéo khê khê theo bản năng lui xa vài bước. Trở về rồi, không xa. Cũng đến đón người nhà lộ thư hoa và ôn thực cũng ở đây. Bọn họ chỉ về phía trước. ầm ầm mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển, bụi vàng bắn lên cao, giống như một cơn bão cắt nuốt chững thiên địa ập tới mãi đến khi tới gần một chút, mọi người mới nhìn thấy. Trong cơn bão cát này, là một chi huyền giáp thiết kỵ. Sông ở phía trước nhất, chính là bạch mã bạch bào, trong tay cầm trường thương, sau lưng đeo một cây đại cung của vị tướng quân trẻ tuổi. Io dung yến thu cung kính hành lễ, sau đó treo gẹo nói, nô tỳ bái kiến vũ nghĩa bá. Sư tỷ ngươi đừng đùa ta nữa. Trần Tam Thạch dìm cương ngựa, vung tay ra hiệu cho huyền giáp quân có trật tự tiến vào thành sau đó xoay người xuống ngựa từng cái chào hỏi tôn sư tỷ bất khí người cái này hắn nhìn thấy trang phục gần như giống hệt mình của đối phương có chút không biết nói cái gì phụ thân trần vân khê nhào tới trần tam thạch ôm lấy nàng nàng cọ cọ vài cái trên mặt hắn hắn cười nói như thế nào nha đầu có nhớ ta không mỗi ngày đều nhớ phụ thân trần vân khê nải thanh nải khí nói được rồi. Trần Tam Thạch nhìn thấy tiểu nha đầu trở nên hoạt bát không ít, chứng minh nửa năm nay ở chung với những người khác coi như là không tồi. Họ Trần, ông thực đi tới, đảo mắt một cái, ngươi huyền tượng rồi sao? Sắp rồi. Trần Tam Thạch đầu cũng không quay lại đáp, ông trang chủ chờ thêm một chút, không cần quá gấp. Hừ, ông thực hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Những người khác từ Lương Châu xuất phát cùng đi, cũng bắt đầu ở cửa thành cùng người nhà thăm hỏi lan tỷ nhi đâu trần tam thạch ôm tiểu nha đầu bốn phía tìm kiếm vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng mong muốn nhìn thấy hỏi nàng như thế nào không ở đây là thân thể không thoải mái sao lan tỷ tỷ nàng tôn ly muốn nói chuyện nhưng bị dung yến thu đánh gãy tiểu sư đệ ngươi mau trở về xem đi trong nhà ngươi tới một vị nữ khách lợi hại vô cùng đối với ai cũng không có sắc mặt tốt hơn nữa còn dựa vào không đi hôm nay cũng là nàng ngăn cản không cho thê tử của ngươi ra ngoài đón ngươi sư tỷ nàng ở trong phủ lâu như vậy ngươi đều trần tam thạch dò hỏi dung yến thu không vui nói ta không đánh lại nàng may mắn là ngoài việc bày ra bộ mặt khó ưa nàng cũng không ra tay làm bị thương ai nếu không thì đã phải điều động đại quân mời võ thánh đến vây quét rồi vất vả cho sư tỷ ta trở về xem thử trần tam thạch giao khê khê cho tôn ly sau đó cưỡi ngựa cấp tốc vào thành đến bên ngoài trần phủ mọi thứ có vẻ như không có gì khác biệt a à, lão gia đã trở về tư cầm và mặt họa ra đón trần tam thạch trao một ánh mắt tư cầm hiểu ý khẽ nói ở trong phòng ngủ ừm trần tam thạch xuống ngựa vào trong sân còn chưa đẩy cửa phòng ngủ đã nhìn thấy hai luồng khí bên trong một trong hai người trong cơ thể có linh khí nồng đậm Mức độ không thua kém gì lão hoàng đế, quả thật là khách không mời mà đến. Tóc két. Hắn đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong căn phòng tràn ngập hương hoa, Cố Tâm Lan đang làm nữ công, còn trên giường có một nữ tử áo đen khác đang ngồi xếp bằng. Nữ tử này, lông mày như lông vũ, làn da như ngọc, má đào xinh xắn, tóc mai cài vàng, váy đen như mực, trang sức lấp lánh, tựa tiên nữ trên trời, lại thêm phần trang nghiêm, dung nhan khó tả uy nghiêm khó vẽ. Nhìn kỹ, giữa lông mày và mắt nàng có vài phần tương tự với cố Tâm Lan, chỉ là toàn thân toát ra một khí chất khiến người khác không dám đến gần. Chú ý thấy có người vào, nàng từ từ mở mắt, con ngươi đen sâu thẳm ẩn chứa áp lực từ trên cao nhìn xuống. A, à, Thạch Ca Nhi đã về rồi. Cố Tâm Lan đặt công việc trong tay xuống, đứng dậy đón chào. Sau khi hàng huyên vài câu, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề. Lan Tỷ Nhi, vị cô nương này là Trần đại nhân đúng là người có chức vị cao thì hay quên trên áo choàng đen của nữ tử theo viền vàng đôi môi đỏ thẩm khẽ mở giọng như từ chính tầng trời rơi xuống tự âm thanh từ cung điện ngọc bích trần đại nhân vừa mới thể hiện uy phong ở tam châu khiến ta tổn thất binh tướng mất đi lãnh thổ đã quên rồi sao ta trần tam thạch nhìn lại người này nữ tử không nhìn hắn nhàn nhạt nói ta họ thẩm tên quy di hóa ra là hoàng đế bệ hạ của khánh quốc trần tam thạch gật đầu hỏi chỉ là không biết ngươi đến nhà của một đại thần của thịnh quốc là vì lý do gì người mà ngươi đang ôm trong lòng tên thật là thẩm ngu chi là nữ đế ngừng lại một chút chị ruột cùng cha cùng mẹ với ta ngươi trần tam thạch nhìn nữ đế lại nhìn lan tỷ nhi trong lòng tiêu hóa thông tin cuối cùng đưa ra một kết luận khó tin hoàng đế của khánh quốc lại là tiểu cô em vợ của ta tiểu cô em vợ nữ đế khẽ nhíu mày rõ ràng không hiểu ý của lời này là gì thạch ca nhi ta không cố ý giấu ngươi Cố Tâm Lan giải thích, lúc đó ta còn nhỏ, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến cả nhà chúng ta gặp họa sát thân. Ta biết. Trần Tam Thạch tất nhiên hiểu được lý do. Một thợ săn ở vùng quê, ngay cả tú tài cũng không thi đổ. Trong giọng nói của nữ đế có vẻ khinh thường, cũng mang theo tức giận. Vậy mà bỏ ra bảy lượng bạc, mua trưởng công chúa Đại Khánh về làm đồng dưỡng tức, hầu hạ ngươi như nô tỳ. Quy di, cố tâm lan không vui. Nàng trách móc, thạch ca nhi nhà ta bây giờ dù sao cũng là bá tước những năm này đánh trận lợi hại thế nào ngươi còn rõ hơn ta còn gì để chê trách nếu năm đó không phải cha thấy ta đáng thương con bạc mua ta về thì bây giờ không biết ta đã chết ở thanh lâu nào rồi còn về chuyện hầu hạ người khác lúc đó trần gia không phải là gia tộc lớn nữ tử không có lý do gì để không giúp đỡ công việc ngươi xem bây giờ chẳng phải mọi thứ đã tốt lên rồi sao nghe vậy đuôi lông mày của nữ đế khẽ động nhìn chị gái như muốn nhắc nhở điều gì. Ngươi nha đầu này, ta đã đồng ý không ra cửa thành đón người, còn chưa đủ thể diện cho ngươi, vị, hoàng đế bệ hạ, này, cố tâm lan nói, còn không mau gọi là tỷ phu, a tỷ, ngươi, nữ đế có chút bất lực. Nàng đường đường là quân chủ của một nước, trước mặt nữ tử này cũng không thể nổi giận, cuối cùng chỉ có thể thở dài, hắn dù sao cũng là phàm phu tục tử. Quy di, ngươi càng ngày càng kiêu ngạo rồi. Cố tâm lan không vui nói, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ thật sự tức giận đấy. Thôi, gỗ đã thành thuyền, ta cũng không có gì để nói. Nữ đế đại khánh đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ. Lan tỉ nhi. Trần Tam Thạch lúc này mới hỏi, sự đã đến nước này, cũng không có gì để giấu nữa rồi chứ, ừm, Thạch Ca Nhi ngồi xuống trước đi. Cố tâm lan đỡ phu quân ngồi xuống, lại rót một tách trà, Thạch Ca Nhi, ngươi nên biết, con tin, chứ, trần tam thạch gật đầu năm đó phụ thân ta chính là hoàng tử được phái từ khánh quốc khánh quốc và thịnh quốc trao đổi con tin từ đó kết giao buôn bán cùng nhau chống lại mang tộc cố tâm lan nhẹ nhàng kể lại khánh quốc khác với thịnh quốc hoàng tử sẵn sàng ra ngoài làm con tin sẽ được coi là lập công lúc đó phụ vương ta cơ bản đã được chọn làm thái tử chuẩn bị ở lại trong lãnh thổ đại thịnh vài năm rồi trở về tiếp quản giám quốc kết quả là lúc đó hoàng gia gia đột nhiên bệnh chết tam thúc của ta lên ngôi sau đó tam thúc lại hãm hại phụ vương khiến phụ vương dính vào tranh chấp của hoàng tử thịnh quốc gán cho tội mưu nghịch muốn giết cả nhà chúng ta vụ án lớn đó thịnh quốc có rất nhiều đại thần chết những người bị lưu đày cũng không đếm xuể khi đó chỉ có thể cứu được một người ta đã để cho em gái đi bản thân cũng không quá xui xẻo dùng danh giả của một đại thần họ cố để bảo toàn tính mạng chỉ bị lưu đày không bị chém đầu sau đó thạch ca nhi chắc ngươi đã biết rồi đấu đá trong triều đình luôn tồn tại, mười năm tám năm lại có một cuộc thanh trừng rất bình thường. Những chuyện này Trần Tam Thạch thật sự không biết. hắn treo chọc nói, nói như vậy, ta thật sự đã nhặt được món hời. Thạch Ca Nhi, ngươi còn cười nhạo ta, cố tâm lan làm nũng nói. Dù sao ta cũng đã hiểu, Hoàng thất chẳng có gì tốt, làm người bình thường cũng không tệ. Hơn nữa nhà chúng ta bây giờ cũng sống khá tốt. Hoàng thất Trần Tam Thạch nhớ lại những chuyện trên núi Tử Vi quả thật như vậy một khi trở thành hoàng thất cha con anh em cũng phải trở mặt thành thù lão hoàng đế không phải là người tốt nhưng có một điều là thật ông ta rất cô độc không có bạn bè điều này có thể thấy được từ việc ông ta luôn nói chuyện xưa với mình sau đó thì sao trần tam thạch hỏi em gái ngươi sau đó đã đi đâu hắn hỏi điều này thực ra là tò mò về linh khí trong cơ thể của nữ đế theo như hắn biết. Nữ đế biến mất nhiều năm. Mãi đến hai năm trước mới đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Năm đó, cố tâm la nhớ lại cẩn thận, nàng đi theo tiền bối trong tộc chạy trốn, thậm chí không thể quay về trong lãnh thổ Khánh Quốc, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi chờ cơ hội hành động, cụ thể đã đi đâu, ta cũng không rõ lắm. Chân trời góc bể. Trần Tam Thạch suy nghĩ. Tiểu cô em vợ này của hắn, e rằng cũng là một tu tiên giả. Nếu không, sao còn trẻ như vậy đã có thể trở thành quân chủ của một nước thử độ hà đâu nói chuyện gần xong trần tam thạch mới chợt nhớ ra hình như mình đã quên mất con trai a à, ta cũng không nhớ nữa cố tâm lang quay đầu nhìn chiếc nôi đã không thấy bóng dáng đâu hôm nay chỉ mãi nói chuyện ngươi trở về lại thêm quy di cũng đang nói chuyện nên quên mất rồi trần tam thạch mở toàn bộ tầm tung nặc tích và quan khí thuật tìm con trai trong nhà Đi một đường đến sân sau, mới thấy đứa bé không biết từ khi nào đã bị bỏ lại trên ghế, đang ngủ rất ngon lành. Bên cạnh là nữ đế mặc áo tròn đen, đưa ngón tay đỏ thẫm nhẹ nhàng đặt lên người đứa bé, linh quang lưu chuyển, sau đó có chút thất vọng lẩm bẩm, lại là một phàm phu tục tử. Thánh đế bệ hạ, Trần Tam Thạch gọi tư cầm đến bế độ Hà đi, dò hỏi, tại sao gọi ai cũng là phàm phu tục tử, ngươi cũng không tính là. Nữ đế mặt không biểu cảm nói, đệ tử của tôn tượng tông có thể đi con đường lấy võ nhập đạo muội muội trần tam thạch ngồi xuống trước mặt nàng hỏi ngươi lặn lội đường xa đến đây ngoài nhận lại chị gái còn có chuyện gì khác không nếu chỉ là nhận lại hoàn toàn không cần đợi hắn trở về đường đường là hoàng đế bệ hạ xâm nhập vào trong lãnh thổ của địch quốc vẫn có rủi ro rất lớn dù sao trên thế giới này không chỉ có một mình nàng là tu tiên giả đối với cách xưng hô muội muội này nữ đế có sự phản kháng rõ ràng nhưng cũng không phủ nhận chỉ cần nàng còn nhận chị gái của mình nam nhân trước mặt này quả thực chính là tỷ phu trên danh nghĩa ngươi hiểu đấy nàng nhìn phu quân của chị gái từ trên cao ta muốn đưa nàng đi tôn trọng chị gái ta nên mới đợi ngươi trở về thông báo một tiếng ngươi nói gì trần tam thạch nhìn thẳng vào mắt đối phương cho dù ngươi muốn trở về khánh quốc chị gái ngươi cũng chưa chắc đã muốn đi theo chứ Nàng nói không tính. Nữ đế lạnh lùng nói, "Trần Tam Thạch, ngươi còn chưa biết đâu, Lương Châu sắp sinh linh đồ tháng." Ngươi nói rõ ràng. Trần Tam Thạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể liên tưởng đến một việc có thể gây ra hậu quả lớn như sinh linh đồ tháng. Dãy núi La Thiên còn nhớ rõ, năm đó hắn mới đến Lương Châu, lần đầu tiên vào núi săn bắn, đã nhìn thấy luồng khí đen xông thẳng lên trời, lại thêm các loại độc thú bị nhiễm độc biến dị người của tầm tiên lâu gọi nó là sát khí tất cả đã sớm được ấp ủ hơn nữa tứ sư huynh còn nói sư phụ cũng đang xử lý chuyện này chỉ là nghiêm trọng đến mức này sao sinh linh đồ tháng cũng không tính là quá ngu ngốc nữ đế từ tốn nói ta không thể dự đoán được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhưng có thể chắc chắn rằng nàng ở lại đây cùng với ngươi dù sao cũng không an toàn trong dãy núi rốt cuộc có thứ gì trần tam thạch hỏi lương châu binh lực dồi dào chỉ riêng võ thánh đã có mấy người thật sự không xử lý được sao nếu có gan thì tự mình đi xem đi nữ đế không nói rõ ném lại câu này không nói gì thêm xem ta đương nhiên là phải xem trần tam thạch vốn cũng sẽ vào núi săn thú lại thêm chặt cây quỷ mạch hắn đang suy nghĩ về chuyện này cũng không quên để tư cầm bọn họ chuẩn bị đồ ăn rời nhà nửa năm vất vả trở về đương nhiên là phải tụ học một chút chỉ là nữ đế không giao tiếp với mọi người ở trong phòng của Lan Tỷ Nhi không ăn không uống cũng không biết đang làm gì ngày hôm sau Trần Tam Thạch đang nghĩ đến chuyện trong dãy núi La Thiên nhưng người lại phải đến doanh trại một chuyến trở về sau nửa năm có rất nhiều việc cần xử lý không thể chậm trễ mở rộng doanh trại đã hoàn thành được quá nữa số người cũng đã gần đủ đều là binh mã được điều từ các nơi đến chỉ cần huấn luyện là có thể sử dụng nhưng vẫn chưa chính thức chi quân cần đợi các võ tướng cũng được điều đến. Hiện tại dưới trướng của hắn cộng thêm huyền giáp quân, có hơn 4.000 người, nhưng trên danh nghĩa vẫn chưa tính là hồng trạch doanh, vẫn là doanh dự bị. Bao gồm nghiêm trường khanh, lộ thư hoa, tạ tư thuật, bạch đình chi. Đã được điều đi. Không còn do hắn thống lĩnh. Nhiều người có thiên phú xuất chúng như vậy, trong đó ba người đều là thể chất võ thánh, đương nhiên không thể làm thuộc hạ của hắn, mấy trận chiến trước nói trắng ra chỉ là thử thách mà thôi. Cuối cùng, Trần Tam Thạch vẫn phải dựa vào thuộc hạ của mình. Hạ Tùng, Tiêu Trưng, Du Ký Khả, ba người thông mạch. Ba người này có năng lực thực thi tốt, trung thành với triều đình. Dưới trướng của hắn, cuối cùng cũng có một người thông mạch, chính là Ung Trực. Sau đó là Chu Đồng, Triệu Khang, Vương Lực, những người hóa kinh này. Trần Tam Thạch rất vui mừng. Những người này sử dụng đều là dược liệu tốt nhất, cuối cùng cũng có chút thành tựu, nhưng vẫn chưa đủ sau khi Hồng Trạch Doanh chính thức thành lập, dự đoán trước sau trái phải trung tâm, năm bộ phận, mỗi bộ phận 3.000 người, tổng cộng 15.000 người. Dù sao, cũng phải có 5 người thông mạch mới được. Xử lý xong quân vụ rườm rà, Trần Tam Thạch đến phòng thuốc, bắt đầu nấu thuốc. Trên đường trở về, hắn cũng tranh thủ thời gian luyện tập. Đến bây giờ, chỉ còn một ngưỡng cửa cuối cùng là y thuật đột phá đến Đại Thành. Rầm, hai tay hắn liên tục đập vào lò sát ngập trong ngọn lửa hừng hực, dưới sự chồng chất của lực trợ giúp, trình độ luyện thuốc hiện tại không thể dùng từ thành thạo để hình dung, mà là đỉnh cao. Nhiều y sư chỉ cần học được lực kình tẩy thuốc đến trình độ hợp cách, đã phải tốn vài năm. Nhưng trong mắt Trần Tam Thạch, những thứ này không hiểu sao lại rất đơn giản. Vừa bắt tay vào làm đã biết, mỗi lần thực hành đều có tiến bộ. Lúc này, dường như hắn có thể nhìn thấy độc tính trong thuốc qua lò, Luôn có thể dùng lực kình chính xác vô cùng Lại thêm ngọn lửa được sử dụng đến cực hạn để luyện hóa nó Ông, đánh xong trưởng pháp Một lò thuốc bổ chuyên dùng cho võ giả hóa kình đã được luyện chế xong Trước mặt hắn, một lần nữa cũng hiện ra bản điều khiển Kỹ nghệ y thuật Phàm, đại thành, tiến độ, không công dụng Phàm giang y thánh, phàm giang y thánh Tẩy luyện dư độc của thuốc, tẩy luyện dư độc Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là thuốc do Trần Tam Thạch luyện ra Uống vào giống như uống nước, có nghĩa là cho dù một số người thiên phú không cao, cũng có thể thông qua uống thuốc để đạt đến độ cao mà vốn dĩ không thể đạt tới. Hắn nhìn đôi tay mình, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin, dứt khoát lấy môi mút, tự mình nếm thử thuốc. Nói là hoàn toàn không có độc tính, cũng không đến mức đó, bên trong vẫn còn một lượng dư rất nhỏ, ít đến mức khó phát hiện, nếu phải định lượng, thì 99% độc tính đã được luyện hóa bằng lực kình và ngọn lửa, hiện tại, chỉ cần cơ thể chịu đựng được dược lực và có thể chuyển hóa được thì có thể liên tục uống thuốc bổ, không cần lo lắng về dư độc mà phải gián đoạn, lãng phí rất nhiều thời gian. Đi gọi mọi người đến đây. Rất nhanh. Những huynh đệ đến từ bà Dương, cảnh giới luyện tạng trở lên, đã tụ tập trong phòng thuốc. Đại nhân, sao thuốc này lại không có dư độc? Triệu Khang nếm đi nếm lại. Nếu không phải dược lực mang lại tác dụng tích cực, hắn còn tưởng rằng mình đang uống nước, những người khác cũng có phản ứng tương tự. Đừng để lộ ra ngoài." Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, "Giống như trước đây, chỉ cần ta có thời gian sẽ tự mình nấu thuốc cho các ngươi, không đủ ta sẽ mua thêm, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là huấn luyện thật tốt, đợi đến khi năm sau kết thúc chinh phạt thảo nguyên sẽ là một trận chiến ác liệt, nếu không có hóa kình, đừng nói là lập công, chỉ sợ các ngươi muốn sống sót cũng rất khó, tu luyện là luyện cho chính các ngươi." Đại nhân mọi người nhìn nhau, trong lòng có cảm giác không thể diễn tả thành lời. "Đại nhân huynh đệ chúng ta có đức có tài gì, đúng vậy, bọn họ không bằng huyền giáp quân, càng không bằng tiêu trưng những người kia. Vốn tưởng rằng sau khi trận chiến này kết thúc, trở về Lương Châu sẽ trở thành bộ phận thứ yếu. Không ngờ, đại nhân vẫn chưa từ bỏ bọn họ, hơn nữa trình độ luyện thuốc này, đơn giản là xuất thần nhập hóa, nói là thủ đoạn tiên nhân cũng không quá đáng. Các ngươi, Triệu Khang cảnh cáo, đừng nói ra ngoài, gây rắc rối cho đại nhân, biết không, hiểu rồi. Thực ra, Trần Tam Thạch chỉ cố gắng để bọn họ giữ bí mật. Nếu thật sự truyền ra ngoài cũng không sao. Bởi vì hắn tin rằng, trong Thái Y Viện ở Kinh Thành, chắc chắn cũng có Phạm Giang Y Thánh, không nhất thiết là nhiều, nhưng chắc chắn có một hoặc hai người. Nhưng sức người có hạn. Một hai Y Thánh sẽ không ảnh hưởng gì. Lấy Trần Tam Thạch làm ví dụ. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp được khoảng 10 phần, nhiều hơn thì không thể xoay sở kịp. Huống hồ, bản thân hắn còn phải tu luyện không thể thật sự là một luyện dược sư toàn thời gian đại nhân các tướng lĩnh vô cùng cảm kích đại nhân như vậy lão già họ hứa kia còn không biết tốt xấu đúng vậy đi theo đại nhân có gì không tốt chẳng lẽ sau này còn thiếu chức quan cho hắn nghe nói hắn vẫn đang đánh trận tốt nhất là chết ở đó đi do diễn kịch quá chân thật hiện tại các huynh đệ đều rất căm ghét người này cho rằng hắn là kẻ bán chủ cầu vinh phản bội bội nghĩa nói ra. Sau khi Trần Tam Thạch trở về Lương Châu, đã nhận được tin tức về Hứa Văn Tài. Hai tháng trước, Hứa Văn Tài đã dẹp loạn xong. Hiện tại triều đình đã phái một võ thánh cho hắn, dẫn theo mấy vạn binh mã trực tiếp đi tấn công Ngụy Quốc, là kẻ chủ mưu đứng sau màn, nghe nói liên tiếp giành được thắng lợi, từng một mình tiến sâu vào trong, đã sử dụng qua những mưu lược như không thành kế, hỏa thiêu thất sơn, hiện tại cũng được lan truyền rộng rãi, trở thành chủ đề bàn tán sau bữa ăn. Có lúc, Trần Tam Thạch nhìn những chữ quen thuộc này, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Có phải hay không thế giới này không có gia các lượng, vậy thì Hứa Văn Tài chính là ngọa long chân chính của thế giới này. Thế giới rộng lớn, không gì là không có. Không chỉ có vậy. Các tiên sinh kể chuyện còn kéo mối quan hệ giữa hắn và Hứa Văn Tài ra sửa đổi một chút, đã trở thành kẻ thù sống chết, truyền bá rất khoa trương. Đợi đến khi Trần Tam Thạch bận rộn xong, Đi ra khỏi doanh trại đã là giờ tuất, hắn nghĩ ngợi, dứt khoát quay người đi đến Hồng Tú lâu một chuyến, quen đường cũ từ cửa sau lên tầng trên cùng. Kết quả trong phòng đã có một thiếu gia đấu giá lên lầu, hình như còn là con trai của Tri phủ Lương Châu. Sao ngươi không nói cho ta, Trần Tam Thạch chất vấn chiêu chiêu, nàng là mặt quỷ với hắn, rõ ràng là cố ý, Trần đại nhân, thiếu gia Tri phủ kinh ngạc. Ngươi đi đi. Trần Tam Thạch nói hôm nay mình sẽ ở đây. Điều này không ổn lắm. Thiếu gia tri phủ không cam lòng nói, ta là đánh trà vây, viết thơ, lại bỏ ra mấy nghìn lượng bạc, mới khó khăn lắm được lên đây nói chuyện với cô nương ngưng hương, Trần Đại Nhân đuổi ta đi, cũng quá bá đạo rồi. Bạc cho ngươi, mau đi đi. Trần Tam Thạch lấy ngân phiếu ra, lặp lại. Ta thiếu gia tri phủ nào dám treo chọc hắn. Luận về danh tiếng của Trần Tam Thạch, thiên hạ ai mà không biết. Hắn không chỉ là đệ tử của Tôn Tượng Tông, hiện tại còn là bá tước gia, đừng nói là bản thân ngay cả tri phủ phụ thân của hắn đến cũng không dám đắc tội cuối cùng chỉ có thể đau lòng rời đi quá bắt nạt người rồi trần tam thạch lắc đầu tên tiểu tử này còn không biết hắn coi như đã cứu tên tiểu tử này nếu không cho dù có thể ở lại cũng chỉ là tốn tiền xem một màn ảo thuật trở về sau sẽ ngốc nghếch mấy ngày tướng quân ngưng hương cố ý để lộ bờ vai không ngờ tướng quân cũng vì ta mà ghen tuông ta ghen tuông ngươi sẽ chịu khổ trần tam thạch đã quen với cách nói của đối phương thật sao ngưng hương có chút mong đợi nói ta cũng muốn chịu khổ vì kim cương chi thể ta nói là khổ sở về thể xác trần tam thạch điều động lực kình để cảnh cáo trật ngưng hương đảo mắt nói đi cũng phải nói lại lần này ở trên núi tử vi tầm tiên lâu của chúng ta chắc là có người đến tìm tướng quân rồi ừm trần tam thạch thầm nghĩ không chỉ là tìm thập nhị điện hạ muốn hãm hại hắn lao công công muốn giết hắn. Tướng quân phải cẩn thận. Ngưng hương nhắc nhở, những người khác trong tầm tiên lâu sẽ không thật lòng với tướng quân như ta, bọn họ rất xấu xa, cũng trách ta không nhắc nhở tướng quân trước. Ô, Trần Tam Thạch hỏi, nghe ý của ngươi, những người trong tầm tiên lâu không cùng một lòng, anh em ruột còn không cùng một lòng, huống chi là một môn phái. Ngưng hương đương nhiên nói, cái gọi là tầm tiên lâu, mục đích chủ yếu vẫn là tìm tiên, mà tiên duyên hiếm có, nếu không tranh đoạt, chẳng lẽ lại xếp hàng chờ phát cho từng người ví dụ như lần này bọn họ tìm được di vật của thịnh thái tổ trên núi tử vi trong đó có ngọc bài tiên giới kết quả bị một người tên là trương lại cướp đi giữa đường chịu thiệt lớn ta nói cũng đáng đời nếu không thì đồ cũng chỉ rơi vào tay lâu chủ làm gì có phần cho chúng ta ngưng hương cô nương trần tam thạch không nói nhảm nữa lần trước nhờ ngươi tìm thứ đó thế nào rồi có rồi ngưng hương dùng giọng như đang mời công nói hơn nửa lần này số lượng rất lớn chất lượng cũng tốt hơn vì tướng quân ta đã tốn rất nhiều tâm huyết tướng quân phải nhớ ơn ta đấy chiêu chiêu ôm một khối sách đen lớn bằng đầu người ầm một tiếng đặt lên bàn cảm ơn cô nương tại hạ nợ cô nương một ân tình trần tam thạch chấp tay muốn cáo từ này tướng quân đợi đã ngưng hương đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn tướng quân lần trước đã nói muốn chuột thân cho ta mà ngươi nói thật sao trần tam thạch nói ta không thích công xe dùng vào việc tư công xe dùng vào việc tư là ý gì ngưng hương dùng giọng cầu xin nói nếu tướng quân chê đắt những năm này ta cũng đã tự tích góp được một ít tiền bạc tự mình bỏ tiền chuộc thân cũng không được sao trần tam thạch có thể nhìn ra đối phương có chút kỳ lạ nếu là nghiêm túc sợ là muốn thông qua mình để thoát khỏi tầm tiên lâu vậy càng không thể để ý tới hắn đặt khối sắt vừa mới lấy được xuống xin lỗi việc này ta không thể giúp trả lại đồ cho ngươi nếu tướng quân không muốn cần ta thì thôi ngưng hương quán trách nói tướng quân vẫn nên giữ đồ lại đi một khối sắt không thể sánh được với ân tình lớn như chuột thân trong lòng ta vẫn biết rõ thật sao ừm được nếu sau này cần hái thuốc ngươi có thể tìm ta trần tam thạch lại cầm khối sắt lên đứng dậy rời đi ngưng hương dùng tay ngọc đỡ má lặng lẽ nhìn hắn rời đi thở dài buồn bã sư phụ ta đã nói rồi tên này sẽ không giúp chúng ta chiêu chiêu không còn hoạt bát như mọi ngày buồn bã nói tiếp theo phải làm sao đây lâu chủ bọn họ sắp phái người đến tìm rồi nếu không thì đi trước đi đi thì có thể đi đâu được đồ đệ ngoan của ta ngưng hương ngồi trong làng hương thơm lượn lờ giọng nói bất lực trên thế giới này hiện tại chỉ có hoàng đế bệ hạ và tôn tượng tông mới có thể bảo vệ được ngươi và ta thật sự đi đến chỗ hoàng đế sẽ chết càng thảm hơn cũng chỉ còn lại tôn tượng tông sư phụ chiêu chiêu nói nếu không thì trả đồ lại biết đâu lâu chủ câm miệng ngưng hương tức giận nói đồ vốn là tổ tiên để lại cho ta cái chết của phụ thân ta cũng là do hắn gây ra hiện tại chỉ là lấy lại đồ của mình cho dù có chết ta cũng không trả lại đồ nữa chiêu chiêu cắn môi không nói gì nữa chiêu chiêu giọng của ngưng hương lại chuyển sang dịu dàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má của đồ đệ ngươi đi đi đồ ở chỗ ta sẽ không ai làm khó ngươi ta không đi chiêu chiêu kiên định nói sư phụ ở đâu ta ở đó vậy chúng ta thử lại xem ngưng hương nhìn về hướng trần phủ chỉ là không biết tôn tượng tông hiện tại đã chạy đi đâu biết đâu đang tìm cùng một thứ với lâu chủ bọn họ nếu không được thì có thể thử liên lạc với sư huynh phòng thanh vân của hắn trước trần phủ trần tam thạch nhân lúc trời tối ôm khối sắt nhảy nhẹ trên mái nhà trong thành phố sắp đến phủ đệ của mình thì nhìn thấy trên mái nhà có một nữ tử mặc đồ đen đang ngồi dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn lại ô muội muội khuya như vậy còn chưa ngủ trần tam thạch nói định nhảy vào trong sân thanh lâu ánh mắt của nữ đế khẽ hạ xuống trong giọng nói lộ ra uy nghi của phượng hoàng trong nhà ngươi có chị gái ta lại thêm một sư tỷ còn chưa đủ vừa trở về đã đến thanh lâu muội muội ngươi không có nam sủng sao, Trần Tam Thạch cũng lười giải thích. Nữ đế nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Một hồi bận rộn. Không lâu sau trời đã sáng. Nữ đế thấy Trần Tam Thạch chỉ nghỉ ngơi chưa được một canh giờ, đã cử ngựa đeo cung ra ngoài. Dãy núi La Thiên, cây quỷ mạch, Trần Tam Thạch cưỡi trên lưng thiên tầm, trong lòng lên kế hoạch cho chuyến đi này. Chắc chắn phải chặt cây quỷ mạch. Sau đó là dị thú, cố gắng săn được càng nhiều càng tốt cố gắng trong tháng này đột phá đến cảnh giới huyền tượng. Cuối cùng, là cố gắng đi sâu vào bên trong, trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bản thân, xem bên trong có thứ gì, cho dù không xử lý được cũng có thể nắm rõ trong lòng. Đi thôi. Sắp đến núi, Trần Tam Thạch vỗ nhẹ vào lưng ngựa, ra hiệu cho thiên tầm đi tìm một nơi an toàn đợi, sau đó sách cung lớn bước vào rừng. Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rất nhanh, hắn đã đến cửu trọng sơn đầy sương mù lần này trần tam thạch chuẩn bị đầy đủ hơn thuốc tránh xương trị giá hàng trăm lượng về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng sau đó lại dựa vào trí nhớ dễ dàng tìm thấy cây quỷ mạch kia trong tay hắn cung sắt mở căng như trăng tròn sau đó một mũi tên quỷ mạch bọc kình lực bắn ra gào con gấu đen đang ngủ say trong hốc cây phát ra tiếng gầm gừ đau đớn vậy mà chưa chết sức chịu đựng tốt như vậy sao trần tam thạch lập tức bắn thêm một mũi tên nữa đang lần này vang lên âm thanh va chạm giữa kim loại. Ngay sau đó, một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra khỏi hốc cây, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt. Đây là một con gấu đen. Một con gấu đen mặc cà sa, cầm thiền trượng trong tay, nó giống như một vỏ giả mập mạp. gấu trúc cầm thiền trượng vung lên, mang theo sức mạnh ngàn cân đập xuống. Đùng, năm hổ đoạn hồn thương va chạm với nó. Trên người gấu đen vừa trúng một mũi tên, không còn là đối thủ, dưới một đòn này lão đảo lùi lại, sơ hở vừa lộ ra, thì không còn khả năng chống trả, rất nhanh trên bộ phận yếu hại xuất hiện một cái lỗ máu, nó gào thét ngã xuống, sau đó ngừng thở, chỉ còn trái tim mạnh mẽ của con gấu vẫn đang đập. Ken, Trần Tam Thạch lại rút kiếm trấn nhạt ra, bắt đầu chặt cây, rất nhanh đã đốn ngã cây quỷ mạch, lại chia thành nhiều đoạn, chỉ riêng việc chuyển đi, tìm một nơi thích hợp để đặt, đã tốn rất nhiều công sức. Sau đó hắn mới quay trở lại, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đổi lại trước đây, con dị thú gấu đen này đã đủ rồi. Nhưng bây giờ, có chút không đủ. Cho dù là có linh hòa và bảo dược, hắn cũng muốn thông qua dị thú để nâng cao tốc độ, chưa nói đến việc khác, chỉ riêng cuộc viễn chinh thảo nguyên không lâu sau đó, cũng cần thực lực mạnh hơn để ứng phó. Thập Trọng Sơn, hắn lại một lần nữa đi sâu vào trong. Về cơ bản, cứ đi được hơn trăm bước là có thể gặp độc thú, thực lực không đồng đều, sau đó cũng bắt đầu tránh né để không lãng phí thời gian lại đi thêm vài trăm bước phía trước vang lên âm thanh chạy đuổi trong mắt hắn là mấy luồng khí đen và một luồng khí xanh nhạt chỉ thấy có bốn năm con sói ác khổng lồ toàn thân đầy vẫy mắt đỏ như máu đang đuổi theo một con dị thú con dị thú này có hình dạng giống con ngựa nhưng mắt giống con dê trên đầu có bốn sừng đuôi lại giống đuôi bò âm thanh phát ra giống tiếng chó sủa du du trần tam thạch đã nhìn thấy trong Sơn Hà Du Ký, đó là một loại dị thú quý hiếm, ăn thịt nó có lợi cho việc nuôi dưỡng cương khí. Du Du đối mặt với sự bao vây của mấy con sói ác, vừa phản kích vừa chạy trốn, nhưng những con sói ác này còn biết phối hợp, đã có hai con đi đường vòng lên phía trước, hoàn toàn chặn đứng đường thoát của nó. Ông, một mũi tên bọc kinh lực trực tiếp bắn chính xác vào miệng của con sói ác, tiếp theo là mũi tên thứ hai, thứ ba chưa đầy hai hơi thở. Những con sói ác này đều ngã xuống chết. Go go du du được cứu vui mừng sủa hai tiếng sau đó nhìn thấy cung tên trong tay con vượng thẳng đứng không biết từ khi nào đã nhắm vào nó vút một mũi tên xuyên qua đầu chết ngay tại chỗ trần tam thạch giấu xác nó trong hốc cây gần đó sau đó dùng đá lớn chặn lại tiếp tục đi vào trong thập nhất trọng sơn thập nhị trọng sơn coi như là khu vực lõi sâu bên trong gào một luồng khí mạnh mẽ kèm theo tiếng gầm thét chói tai ập đến Vút Trần Tam Thạch bắn một mũi tên ra, lập tức bị gạt gãy, hắn không tiếp tục lãng phí, trực tiếp cầm súng xông lên, hai bên va chạm, hắn lại có chút khó khăn khi chống đỡ, lão đảo lùi lại mấy bước, kim cương chi thể không ngừng rung lên. Nhìn kỹ, đây là một con thú trông giống như hổ, nhưng trên người đầy lông chim sặc sỡ, dài hơn một trượng, nhưng đuôi còn dài hơn cả cơ thể, con thú này tên là Trâu Ngô, có lợi rất lớn đối với võ giả huyền tượng cảnh. Hơn nữa thực lực của nó cũng không khác gì võ giả huyền tượng cảnh bình thường đây cũng là lý do khiến võ giả bình thường không dám đi sâu vào trong núi chưa nói đến việc ở khắp nơi đều là độc thú hung dữ còn có thể gặp phải dị thú tương đương với võ giả đỉnh cao bất cứ lúc nào trần tam thạch dám đến cũng là nhờ có dị hỏa tiên bảo làm chỗ dựa chỉ là khi chưa cần thiết tốt nhất vẫn không nên sử dụng dù sao nếu đốt cháy hết thì sẽ không còn gì ông ông đúng lúc hắn đang suy nghĩ cách xử lý tình huống trước mắt thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển nhẹ gào trâu ngô dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi gào lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy trần tam thạch nhìn về phía đông chỉ thấy giữa núi rừng có một bóng đen ẩn hiện rõ ràng lúc trước còn ở trên núi một lát sau đã xuất hiện ở sườn núi không lâu sau lại xuất hiện ở mấy dặm xa không đúng không phải tốc độ di chuyển nhanh mà là kích thước của nó quá lớn rắn khổng lồ đây chắc chắn là con rắn khổng lồ mà tôn bất khí bọn họ đã nhắc đến Đứng ở đây cũng không nhìn rõ được nó lớn đến mức nào. Nhưng sự rung chuyển của mặt đất cũng không phải do con rắn khổng lồ gây ra. Ngoài ra còn có rất nhiều dị thú mạnh mẽ cũng bắt đầu chạy trong rừng. Âm uhm, đồng thời, ở phía trước, một luồng khí đen xông thẳng lên trời, đen xen lẫn đỏ tươi, thẳng đến tầng mây, tựa như cột trời nối liền đất, rõ ràng cách xa trăm dặm, Trần Tam Thạch lại dựng tóc gáy, toàn thân khó chịu. Trong lòng hắn không sợ hãi, những phản ứng này đều là do cơ thể phát ra theo bản năng. Đó là thập nhị trọng sơn, vị trí hiện tại của hắn, ở giữa còn cách mấy ngọn núi, vì vậy không nhìn rõ bên trong có gì. Đây là nguồn gốc của độc thú, luồng sát khí xông lên tận trời duy trì chỉ khoảng vài hơi thở rồi nhanh chóng tan biến, núi rừng dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, sau đó Trần Tam Thạch nhìn thấy. Có mấy bóng người bay trên trời, sau đó rơi vào trong thập nhị trọng sơn. Khoảng cách rất xa nhưng thị lực của hắn rất tốt những chấm đen này chính là người từng người một có người đạp trên kiếm có người trực tiếp đi trên không trung còn có người cưỡi thú biết bay đây là tiên nhân trong núi sâu vậy mà có nhiều tiên nhân như vậy từ góc độ này nhìn lại sau khi đi qua một ngọn núi nữa trông giống như một thế giới khác trần tam thạch có chút không hiểu khoảng cách từ đây đến lương châu nói gần không gần dù sao cũng cách rất nhiều ngọn núi hắn chỉ đến được đây đã phải chạy ngày chạy đêm tốn rất nhiều thời gian nhưng nếu nói xa cũng không quá xa nếu tiên nhân tồn tại ở đây sao có thể không ai phát hiện ra hơn nữa bọn họ ở đây để làm gì rõ ràng là có liên quan đến sát khí trong số bọn họ có người của vua thần giáo không có liên quan gì đến các đệ tử tông môn đã bị giết hại trước đây không lúc này các manh mối biến thành một mớ hỗn độn khiến người ta khó có thể lý giải được mối quan hệ bên trong chỉ tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để như vậy sinh linh đồ tháng trong đầu trần tam thạch không ngừng vang vọng hắn cũng là một sinh linh trong số đó nếu thật sự có biến đổi lớn gì đừng nói là hắn tất cả mọi người ở lương châu đều không thể thoát được nhưng mà rõ ràng là chuyện trước mắt căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tham gia vào trần tam thạch không dám tùy tiện đến gần nữa nếu bị những tiên nhân khi chú ý chỉ sợ là muốn đi cũng không có cơ hội hắn vác xác du du quay trở lại đường cũ đợi đến khi quay trở lại lối vào dãy núi la thiên đã là 10 ngày sau may mắn đã cho thiên tầm đi gọi người đến giúp từ trước đồ đạc không tốn nhiều sức lực đã được mang về hình ảnh trong khu vực lõi của dãy núi giống như đèn chiếu liên tục phát lại trong đầu hắn thế nào trong phủ đệ nữ đế nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn dùng giọng treo chọc phàm nhân mở miệng nói đã nhìn thấy hết rồi những thứ đó là gì? trần tam thạch hỏi có thể nói rõ ràng một chút không những người mà ngươi nhìn thấy phần lớn không phải là người của thế giới này đối với các ngươi quả thật có thể coi là tiên nhân nữ đế bình tĩnh nói bọn họ tụ tập ở đây có một âm mưu rất lớn ta cũng chưa từng giao thiệp với bọn họ chỉ biết rằng một khi thành công đừng nói là lương châu cả thiên hạ đều sẽ thay đổi bao gồm cả khánh quốc sau khi được ngầm thừa nhận trần tam thạch tiếp tục nói vậy ngươi không ra tay ta tại sao phải ra tay ngươi không phải nói khánh quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng sao ta không quan tâm trần tam thạch biết không cần nói tiếp nữa sau khi có được kiến thức ngày hôm nay ngươi có nguyện ý để chị gái ta đi cùng với ta trước không nữ đế bổ sung đi theo ta ít nhất có thể bảo vệ tính mạng của nàng không có gì đáng lo nếu sự việc có cơ hội bình ổn nàng thật sự không nỡ rời xa ngươi ta sẽ đích thân hộ tống nàng trở về mặc dù khả năng bình ổn gần như không có ừm trần tam thạch không có lý do để từ chối vất vả cho ngươi chăm sóc Lan Tỷ Nhi một thời gian rồi. Cố tâm Lan rất nhanh đã biết được tin tức này. Nàng nào chịu đi, sao vậy, Thạch Ca Nhi, tại sao lại muốn ta đi, mỗi mỗi ngươi còn phải trở về xử lý chính sự, lại không nở xa ngươi, chẳng phải chỉ có thể đón ngươi về sao, Trần Tam Thạch bịa ra lý do, nhiều năm như vậy không gặp, tỉ muội các ngươi nên đoàn tụ cho tốt, chỉ sợ Lan Tỷ Nhi ngươi trở về sống cuộc sống quý tộc, không nở quay lại. Nói nhăn nói cuội cố tâm lan làm nũng dùng sức véo vào cánh tay hắn nàng không ngốc có thể nhìn ra được là có chuyện xảy ra càng như vậy nàng càng không làm loạn hiểu rõ bản thân ở lại chỉ gây thêm phiền phức sau khi kiên nhẫn khuyên nhủ nàng cũng đồng ý độ hà đâu cố tâm lan hỏi đứa bé còn chưa cai sữa đâu nó cũng ở lại nữ đế không biểu cảm nói ta chỉ đưa một mình chị gái đi trần tam thạch có thể nhìn ra tiểu cô em vợ này của hắn, ngoài việc có tình cảm với chị gái, thì dường như không quan tâm đến điều gì khác. Không sao Lan Tỷ Nhi, cứ để Độ Hà ở lại, quay lại tìm một vú em cho nó là được. Không lâu sau, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Xem như ngươi đã đối xử với chị gái ta không tệ trong hai năm này, ta sẽ ban cho ngươi một ít đồ. Nữ đế vung tay áo. Trong tay Trần Tam Thạch, đã xuất hiện thêm một cái túi gấm cỡ lớn. Cách túi gấm, hắn có thể nhìn thấy bên trong là thanh khí nồng đậm vô cùng linh khí thứ này ngươi bây giờ không dùng được sau khi vũ thánh có thể dùng được tất nhiên tiền đề là ngươi có thể sống đến lúc đó trần tam thạch không khách sáo hương hỏa của hắn đã sớm dùng hết các ngôi chùa đều bị người triều đình thay thế rất khó lấy được hơn nữa đối với hắn mà nói hương hỏa suy cho cùng cũng chỉ là vật thay thế có được những linh khí này nghĩa là hắn có thể tu luyện, ngũ hành quyết, do tào tiếp để lại, bước vào con đường tu tiên. Hiện tại xem ra, căn bản là không có thời gian để hắn đột phá đến Vũ Thánh rồi mới nhập đạo. Cánh cửa của thiên nhai hải giác, lần sau mở phải 50 năm sau. Trong dãy núi La Thiên, lại có một đám tiên nhân không biết đang dở trò gì. Dù nói thế nào, sau khi bước vào tiên đồ, cũng có thể nhiều thêm một số thủ đoạn bảo mệnh, ví dụ như thuật kiếm khí không cần dựa vào hương hỏa nữa buổi tối trần tam thạch đến phòng ngủ nữ đế đang ngồi trước bàn tay cầm chén trà đùa nghịch ra ngoài muội muội đây hình như là phòng của ta trần tam thạch nói phòng khách đã dọn dẹp cho ngươi rồi là nha quỳ nhi cố tâm lan phụ họa ngày mai sẽ theo ngươi về đại khánh hôm nay còn không thể để tỷ phu ngươi và ta đoàn tụ một chút cho các ngươi một canh giờ Nữ đế có chút ghét bỏ liếc nhìn, tỷ phu, cuối cùng nặng nề đặt chén trà xuống, ra ngoài, nghe động tĩnh không đi phòng khách, cũng không biết đi đâu. Muội muội mụ này của ta, cũng không biết làm sao. Cố tâm lan có chút không vui nói, cứ cảm thấy nó là lạ, ngay cả cháu ruột độ hà cũng không ưa nhìn. Có thể là người ta là hoàng đế bệ hạ. Trần Tam Thạch biết. Đại sát xuất là bởi vì nàng tự xưng tiên nhân. Ta thấy, là những năm này nó chịu khổ quá nhiều." Cố Tâm Lan suy nghĩ nói, "Ta vẫn mang độ hà theo, một là giao cho nhũ mẫu không yên tâm, hai là có đứa nhỏ, cũng có thể để nó không suốt ngày lạnh mặt." "Đừng nói cái này nữa." Tông chúa điện hạ. "Hửm, ngươi nên thị tẩm rồi." Ngày hôm sau, buổi sáng, nắng ấm xuyên qua song cửa sổ, hóa thành từng tia từng tia ánh sáng vàng rải trong phòng. Trước gương đồng, cố tâm la ngồi trước bàn trang điểm mái tóc dài như thác nước xõa xuống vai đừng động trần tam thạch cầm lượt gỗ chải tóc cho nàng thạch ca nhi vậy lát nữa ta thật sự đi rồi ừ đi đi đợi hai người âu yếm xong nữ đế mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện a tỷ đi thôi chỉ khi nói chuyện với tỷ tỷ giọng nói của nàng mới thoáng mất đi vẻ cao cao tại thượng hửm Nữ đế nhìn cháu trai trong lòng tỉ tỉ, đã nói vậy ta không đi nữa. Cố Tâm Lang không vui nói, ngươi chuyến này ai cũng chưa cho sắc mặt tốt, còn muốn ta tách ra với hài tử. Nó mới hơn nửa tuổi, ta không yên tâm, nếu ngươi thật sự không cho ta mang hài tử, ta sẽ ở lại. Cuối cùng, nữ đế lựa chọn đồng ý, hai tỷ muội ôm hài tử rời khỏi cửa sau phủ đệ, không kinh động bất kỳ ai. Đợi Trần Tam thạch ra tiễn, đã biến mất không thấy thôi vậy. Dù sao cũng là muội ruột của Lan Tỷ Nhi, thực lực lại đủ, cũng coi như một loại bảo đảm. Nhưng chuyện dãy núi La Thiên, bao gồm cả thiên ngai hải giác. Thật sự nên nói chuyện với sư huynh. Nhưng vẫn nên đợi sư huynh và sư phụ liên lạc trước. Thiếu đi tiếng khóc của Hài Nhi, trong nhà lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Trần Vân Khê ngồi trong đình ở sân trước đọc sách nhỏ tiếng. Tư cầm, mặc họa mỗi người làm việc của mình, chuẩn bị bữa sáng quét dọn vệ sinh. Trần Tam Thạch cũng không rảnh rỗi, luyện võ ở sân sau. Có thịt dị thú gia trì, tốc độ tu luyện lại nhanh hơn không ít. Một khi bế quan là 10 ngày. Hóa kình thành cương, là huyền tượng, có cương khí, đã không tính là người thường. Theo quan sát của Trần Tam Thạch, bất kể là thần giáo hương hỏa hay là tầm tiên lâu, nếu bọn họ không có phương pháp hộ thể, cương khí đủ để hủy diệt thân thể của bọn họ vụ ngủ hổ đoạn hồn thương vung lên, không ngừng cộng hưởng với kinh lực. Trong cơ thể trần tam thạch, các kinh mạch lớn nhỏ bao gồm kỳ kinh bát mạch giống như một cỗ máy vận hành quá tải, không ngừng thúc đẩy kinh lực, sau đó tiêu hao hết bằng thương pháp, giữa chừng phối hợp với hô hấp pháp, cứ thế tuần hoàn Không biết lặp lại bao nhiêu lần. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, kinh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn cạn kiệt. Võ giả mất đi kinh lực, giống như một cỗ máy, mất đi nguồn cung cấp năng lượng, hoàn toàn biến thành vật chết. Trong tình huống này, Trần Tam Thạch không thể không, thủ công, đẩy máy móc, trong tình huống không có kinh lực gia trì, cưỡng ép thao luyện công pháp mà cảnh giới huyền tượng mới có thể sử dụng, trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được, máy móc, đang điên cuồng tiêu hao, đau đớn trong cơ thể, giống như có người đổ dầu ớt vào kinh mạch, cảm giác đau đớn đến cực điểm như ngất xỉu, ngạt thở, lần lượt ập đến. Hắn dựa vào ý thức mơ hồ, từng chút một khôi phục hô hấp pháp. Thiên địa chi gian khí tạp qua mũi đi vào cơ thể, sau khi đi qua khí quản, phổi, khí quản, những thành phần có ít hóa thành, nhiên liệu, và cơ thể hòa là một thể, khí thải vô dụng, lại theo hô hấp thải ra khỏi cơ thể, lại một lần nữa hòa vào thế giới rộng lớn. Mỗi một lần hít thở, khí có ít được hấp thu sẽ nhiều hơn một chút, khí tạp được thở ra cũng nhiều hơn, tận dụng triệt để mọi thứ trong thiên địa, mãi cho đến trước một khắc khi hắn ngã xuống, Mọi thứ trong thiên địa đột nhiên trở nên thông suốt. Mỗi lần hít thở, trên chín phần là khí có ích. Dưới sự truyền tải của nhiều nhiên liệu, như vậy, kỳ kinh bát mạch ngừng hoạt động đã lâu lại bắt đầu vận hành, chân long tình lực bắt đầu tuôn ra lần nữa, nhưng lần này tình lực tinh khiết đến cực hạn, sau đó sinh ra biến chất. Cương khí, vù, kim cương chi thể giống như chung lớn vang lên. Trường thương trong tay Trần Tam Thạch đột nhiên đâm ra, cương khí mang theo trực tiếp khiến một hòn giả sơn nổ tung thành bột phấn. Bản điều khiển hiện lên. Công pháp, trấn quốc long thương. Huyền tượng, nhập môn, tiến độ, không phần 500, hiệu dụng, huyền vũ chi tức, huyền vũ chi tức, hô hấp thay đổi, thúc đẩy cương khí, trầm ổn lâu dài, sinh sôi không ngừng lại là huyền vũ, trần tam thạch tự mình thực hành. Cương khí của hắn, có thể nói là cương khí mạnh mẽ nhất trên đời, hơn nữa sau khi hô hấp pháp ngộ ra, khôi phục lại cũng rất nhanh, lấy một địch nhiều không thành vấn đề. Cuối cùng cũng là cảnh giới huyền tượng, nhưng trên thực tế tính ra. Hắn học võ mới hơn 2 năm. Đến Lương Châu, càng chỉ có hơn 1 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, đột phá cảnh giới huyền tượng, một doanh chủ tướng, đương đại cùng thế hệ này, hắn là người duy nhất, không đúng, cho dù lên trên 100 năm, cũng không có ai bằng. Tam ca tôn bất khí của tôn bất khí, cũng không theo kịp tốc độ này thương này nên đổi rồi." Trần Tam Thạch nhìn những vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân thương sau nhiều lần chinh chiến. Một danh chủ tướng, đương nhiên có thể phân phối đến tài nguyên vũ khí. Chỉ là hắn không chuẩn bị đi lĩnh, mà muốn tự tay chế tạo một thanh binh khí. Dứt khoát cũng muốn chế tạo quỷ mạch tiễn, thuận tiện cũng có thể nâng cao đoán tạo, kỹ nghệ đến đại thành. "Khê khê, đi thôi, đưa ngươi đến đốc sư phủ đọc sách." Được Trần Tam Thạch và Tiểu Nha đầu cùng ngồi trên lưng ngựa. Cha! Trần Vân Khê ngẩng mặt lên, nhìn cầm của cha, gần đây ta lại gặp vị tiên sinh đó. Vậy ngươi có hỏi hắn tên là gì không? Trần Tam Thạch hỏi, rốt cuộc là vị tiên sinh nào? Trần Vân Khê lắc đầu. Trần Tam Thạch âm thầm ghi nhớ, nhẹ nhàng ôm con gái xuống ngựa, tận mắt nhìn nàng vào đốc sư phủ rồi, mới thúc ngựa đến quân doanh. Trong xưởng đúc, hắn đến nhà kho lấy một tảng huyền thiết lớn, sau đó bắt đầu bận rộn đinh 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 tiếng rèn sắt liên tục vang lên mấy ngày sau chế tạo được hơn trăm mũi tên cán tên gỗ quỷ mạch cũng đang từ từ chế tạo đinh kỹ nghệ đoán khí phàm đại thành tiến độ không hiệu dụng đoán khí tông sư đoán khí tông sư phàm binh tự tay chế tạo đều là cực phẩm huyền binh cực phẩm huyền binh có thể chịu tải cương khí tốt hơn ngay cả rất nhiều đại sư đoán khí xác suất chế tạo ra thực phẩm huyền binh cũng không cao cho nên cực kỳ trân quý những thứ này trước đây trần tam thạch không chú ý lắm bởi vì từ sau khi đến lương châu hắn chưa từng thiếu tài nguyên bảo dược binh khí ngoại trừ dị thú cần tự mình đánh có thể nói là muốn gì có nấy chỉ là mấy thứ này đều không đáng tiền đoán khí đại thành bắt đầu chế tạo binh khí mới hắn tìm một cuốn thương binh lục rất nhanh đã chọn được chiến hữu mà mình ưng ý lịch tuyền thương Thương này, dài hơn một trượng. Đặc điểm lớn nhất là toàn thân đều được chế tạo bằng huyền thiết, bao gồm cả cán thương, không dùng bất kỳ gỗ nào nữa. Khi chế tạo cần phải một mạch thành công, một khi thất bại sẽ phải báo hỏng cả một tảng huyền thiết cực tốt. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu bận rộn. Võ giả cảnh giới cao chế tạo binh khí, bởi vì có kinh lực hoặc cương khí trợ giúp, thường là không cần quá nhiều thời gian, chỉ sau 7 ngày, một thanh cực phẩm huyền binh mới tinh đã cơ bản hoàn thành. Xèo xèo sau khi tôi nước. Lại là một số xử lý sau đó. Lịch tuyền thương, đại công cáo thành, thương này, dài khoảng hơn một trượng, toàn thân đều được chế tạo từ một khối sắt, màu đen như ngọc mực, ánh lửa bập bùng bên lò luyện, lưu chuyển trên cán thương. Lưỡi thương sắc bén vô cùng. Thương như tên, giống như một dòng suối lạnh ngưng tụ thành, phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, trên thân thương, hắn còn điêu khắc một số hoa văn, thần thú cuốn quanh, như muốn bay lên, chỗ tay cầm có bục giải lụa đỏ, đung đưa theo gió, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Trần Tam Thạch cầm trong tay múa vài cái, rất hài lòng với cảm giác cầm, chỉ sợ ở trong phàm tục, cũng coi như là binh khí có thể xếp hạng, hơi truyền cương khí vào, trường thương càng giống như có sinh mệnh, không ngừng rung động. Đáng tiếc, cũng chỉ là phàm gian mà thôi. Hiện tại hắn vừa nghĩ tới những tiên nhân bay loạn trên trời kia, liền có chút mất ngủ, không phải sợ hãi mà là một loại cảm giác khó nói nên lời chỉ cảm thấy nhận thức của mình còn chưa đủ thực lực còn chưa đủ không có cảm giác an toàn sinh linh đồ tháng những tiên nhân này ngay cả mặt cũng không lộ đã chuẩn bị để sinh linh lương châu đồ tháng tiên nhân chó má gì chứ tiên này các ngươi tu được ta tu không được hắn xách trường thương rời khỏi xưởng đúc trở về quân doanh một tham tướng của thanh long doanh tìm đến nói phòng tướng quân muốn gặp hắn thiên tầm Trần Tam Thạch gọi một tiếng, thiên tầm đang bắt nạt mấy con ngựa chiến lập tức ngoan ngoãn trở lại. Ngươi lão bắt nạt ngựa khác làm gì? Ngươi cũng luyện binh nhà, chát, một roi quất vào mông ngựa, cảnh vật hai bên bắt đầu lùi nhanh. Điểm đến đã đến rồi. Phía sau núi Đốc Sư Phủ, bên hồ. Phòng Thanh Vân đã đợi trong đình từ lâu. Hai chuyện, thứ nhất, thân thế của thê tử ngươi ta đã điều tra rõ, bao gồm cả vị khách không mời trong nhà ngươi, ừm, nhìn vẻ mặt của ngươi, không cần ta nói nhiều vậy trực tiếp nói chuyện thứ hai đi sư phụ gửi thư nói nếu ngươi đã quyết tâm trực tiếp đến thiên nhai hải giác là được trước khi ngươi xuất phát ta sẽ nghĩ cách tìm hai người đáng tin cùng đi với ngươi đa tạ sư huynh ngoài ra trần tam thạch kể lại đơn giản những gì đã thấy trong lõi dãy núi tiên nhân sắc mặt phòng thanh vân trở nên ngưng trọng ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới những người này bắt đầu ngang nhiên xuất hiện trong núi chỉ sợ là sắp đại công cáo thành rồi ngươi cứ đi đi cẩn thận một chút nói không chừng còn có thể gặp được sư phụ ta nhớ rồi trần tam thạch bổ sung sau khi ta đi bên ngoài tuyên bố bế quan lời nói dối này còn cần sư huynh giúp ta che giấu sau đó khê khê và hai nha hoàng trong phủ cũng phải làm phiền sư huynh chăm sóc nhiều hơn đi tu tiên giới nếu để lão hoàng đế biết chính là chuyện mất mạng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa phòng thanh vân nói muội muội của thê tử ngươi cũng chính là nữ đế nước khánh trong tay có thể có linh khí ngươi có thể đi tìm nàng xin hoặc mượn một ít sau khi nhập đạo rồi đi dù sao cũng an toàn hơn một chút được trên thực tế trần tam thạch trong nhà có chỉ là còn chưa kịp dùng hắn đến sân trước chuẩn bị bồi con gái dù sao cũng sắp phải đi xa cha muốn đóng cửa luyện võ à trần vân khê cầm kẹo hồ lô mới cắn được một nửa thì sững sờ cha luyện xong khi nào nửa năm đi Trần Tam Thạch xoa đầu nàng, "Gần đây ngươi đến nhà sư gia của ngươi chơi nhiều một chút, không phải nói ca ca tỷ tỷ ở đó đều rất tốt sao, còn có sư bá sư thúc của ngươi cũng khá thích chơi với ngươi." "Ơ, à, kẹo hồ lô này của ngươi là ai mua cho ngươi?" "Tiên sinh mua." Trần Vân Khê đưa tới, "Cha muốn ăn không?" Lại là người đó, Trần Tam Thạch kiểm tra kẹo hồ lô không có vấn đề gì, cũng không cự tuyệt ý tốt của con gái, nhận lấy nếm thử, bản thân đã nhiều năm không ăn thứ này thật sự là khá ngon, bất giác ăn liền năm quả. Đôi mắt long lanh của Trần Vân Khê nhìn hắn, có chút sững sờ. Trần Tam Thạch nhìn cây trúc rỗng trong tay, có chút xấu hổ nhẹ nhàng ho một tiếng, trẻ con ăn đồ ngọt nhiều quá răng sẽ hỏng, cha ăn thay ngươi. Trần Vân Khê tiểu thư, một nha hoàng của đốc sư phủ tìm đến, phu tử muốn kiểm tra ngươi đó, mau qua đi. Cha, ta đi trước nhé, nếu không sẽ bị đánh đòn. Trần Vân Khê miếm đôi môi nhỏ dính đường, sau đó vội vàng đi tìm nha hoàng. Trong sân, lập tức trở nên trống trải. Trần Tam Thạch ngồi trên ghế đá, chơi đùa với cây trúc, trong lòng suy nghĩ tuyến đường của chuyến đi này, cũng như có thể chuẩn bị thêm những gì. Có linh khí, thuộc kiếm khí chắc chắn có thể sử dụng, sau đó lại để ngũ hành quyết, nhập môn, cuối cùng còn có huyền châu từ sau khi trở về từ Đông Cảnh, huyền khí trong huyền châu vẫn không ngừng gia tăng, hơn nữa tốc độ không chậm, tiếp tục như vậy không lâu nữa sẽ khôi phục đến trình độ của củ tiêu thiên binh trận. Nói đến chuyện này, trận pháp trong thiên thư vốn là tiên nhân sử dụng. Nếu hai thứ này chồng chéo lên nhau, hiệu quả có phải sẽ tốt hơn không, tiểu huynh đệ? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, là một tiên sinh trẻ tuổi. Tiên sinh mặc một chiếc áo dài sạch sẽ đã phai màu hơi trắng, bên hông một dây vải cũ, trên đó treo một quyển sách cũ, dưới chân đi giày vải cách ăn mặc trông có vẻ nghèo nàn nhưng trên người lại toát ra một khí chất không rõ ràng. Xét về dung mạo, hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt dường như chứa đựng biển cả và đồng ruộng, nhẹ nhàng mở miệng, tiểu huynh đệ, chuẩn bị đi tìm tiên, vì lễ phép. Trần Tam Thạch đứng dậy, chắp tay nói, không biết các hạ họ tên là gì, ta họ Mai, tên cười. Mai tiên sinh rất tùy ý nói, Trần huynh đệ, có thể đã nghe qua tên của ta. Mai Tiếu Mai Tiên Sinh. Trần Tam Thạch đương nhiên nhớ cái tên này. Tứ sư huynh đã nói qua. Đây chính là người từng chỉ điểm cho sư phụ hắn, tiên nhân, hắn vậy mà xuất hiện ở đốc sư phủ, lại lấy phương thức bình thường như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Các hạ là tiên nhân, Trần Tam Thạch chấp tay, gặp qua tiền bối. Người này nếu là người chỉ điểm cho sư phụ, thật sự nên cung kính lễ độ. So với tiên nhân, ta càng thích người khác gọi ta là tiên sinh mai tiếu ra hiệu hắn không cần đa lễ nhàn rỗi không có việc gì ta thích đến nơi nào đó dạy học quả nhiên người mà khê khê nhiều lần nhắc tới chính là vị mai tiên sinh này cảm ơn mai tiên sinh đã dạy dỗ tiểu nữ trần tam thạch cảm ơn đồng thời trong lòng cũng có chút đề phòng mai tiên sinh lần này đến có ý sâu gì không tiểu huynh đệ không cần căng thẳng mai tiên sinh mời hắn ngồi xuống nhàn rỗi không có việc gì nói chuyện phiếm huyền châu dễ dùng không huyền châu trần tam thạch nhớ lương kỷ niên kia tuyên bố ra ngoài huyền châu và thiên thư chính là tiên nhân ban cho hắn chẳng lẽ chính là vị mai tiên sinh trước mắt này đây là đến để đòi lại đồ đồ là của ta nhưng không phải ta cho lương kỷ niên mai tiên sinh dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn ngươi cũng không cần trả lại vật này có duy người đều có thể sở hữu về phần có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng thì hoàn toàn dựa vào bản thân cảm ơn tiên sinh trần tam thạch càng thêm nghi hoặc không biết mục đích của tiên nhân này là gì tiểu huynh đệ lần này đi thiên nhai hải giác tìm tiên phải cẩn thận vạn phần mai tiếu dừng lại một chút nói có thể cho ta mượn huyền châu được không đương nhiên trần tam thạch có tin tưởng đối phương hay không cũng phải lấy ra người này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đốc sư phủ lại xuất hiện bên cạnh hắn đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề hơn nữa quan khí thuật của hắn Nhìn không thấu người này Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha